Theo đó, trong năm 2024, huyện Chư Pả phát động trồng cây thiết thực hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao trồng mới 1.307,3 ha rừng và 85.000 cây phân tán, bảo vệ tốt vốn rừng hiện có, đặc biệt là rừng tự nhiên. Ngày sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Chư Pả đã tham gia trồng 25 cây xanh lưu niệm trong khuôn viên công viên huyện. Huyện đoàn Chư Pả cũng hưởng ứng trồng ít nhất 6.000 cây xanh trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024.